đây, một tài khoản M bức xúc chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe Ford Ranger tông phải đuôi xe của anh còn lớn giọng. Được biết, sự việc diễn ra trên đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Hà Nội. Em xuống xem xe có vấn đề gì không? Tưởng chừng anh em nói chuyện và giải quyết êm đẹp thì anh ấy vẫn ngồi trên xe, một lúc sau mới xuống. Khi xuống xe thì mùi rượu nồng nặc, có những lời lẽ văng tục và khiêu khích. Không chấp nhận được thái độ này nên em muốn gọi công an đến và giải quyết thì anh này lên xe và bỏ chạy ngay lập tức, tài khoản Mờ tường thuật lại. Khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng, Mờ đã lập tức nhận được nhiều bình luận đồng cảm, đồng thời đã có rất nhiều lời chỉ trích gửi đến tài xế Ford Ranger và cách cư xử thiếu tế nhị của anh ta. Không thể ngờ lại có tài xế đi xe sang mà lại hành xử tệ hại như thế này. Có biển số xe rồi thì truy nhanh ra tài xế thôi, mời lên cơ quan chức năng làm việc liền. Có rượu vào là y như rằng nói năng không khác gì côn đồ. Cũng may là chỉ mới va quệt tông đuôi xe thôi, chứ nhỡ tệ hơn là tông trúng người khác thì phải làm sao? Một số cư dân mạng để lại bình luận. Xuống anh lại lừa. Thôi đi đi em ơi, không có gì đâu. Còn anh còn uống rượu nữa, anh còn nhận anh uống rượu đúng không? Tao uống rượu luôn, chả có gì đâu. Điều mà nhiều người lên án mạnh mẽ ở đây chính là việc tài xế đã uống rượu bia nhưng vẫn cố tình lái xe. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng. Danh tính tài xế cũng đang được các thám tử mạng truy lùng.